Toyota công bố bảng giá Crown 2023, giá quy đổi từ 940 triệu đồng tại thị trường Mỹ. Sau khi khai tử Avalon từ năm ngoái, Toyota Bắc Mỹ đã khỏa lấp khoảng trống bằng Crown 2023, dù mẫu xe này có thiết kế pha trộn giữa sedan và SUV. Hiện tại, website của Toyota Bắc Mỹ đã cho phép tùy chọn phiên bản và trang bị, đồng thời bổ sung giá bán để người dùng dễ dàng tham khảo. Giá khởi điểm của Toyota Crown 2023 rơi vào mức 39.950 USD cho bản XLE. Bản trung cấp có tên Limited, giá khởi điểm 45.550 USD. Bản cao nhất đội hình có tên Platinum, giá khởi điểm 52.350 USD, mức giá ngang hàng nhiều mẫu xe sang như Mercedes-Benz E-Class, khởi điểm 52.000 USD. Cùng với đó, hãng xe Nhật cung cấp khá nhiều tùy chọn như đèn gắn thêm cửa, 345 USD, đèn chiếu xuống mặt đất tại cửa trước, 165 USD, chắn bùm 150 USD, hay phim bảo vệ capo trên nắp gương 439 USD. Một số trang bị khác trên Toyota Crown 2023 có thể kể đến thảm trải sàn dễ vệ sinh, thảm trải cốp, bộ sơ cứu trên xe hay lưới chằng cho khoang hành lý sau. Phiên bản đắt nhất, đầy đủ trang bị nhất hiện tại của Toyota Crown 2023 có giá 56.500 USD, chưa bao gồm chi phí vận chuyển.